Comic Chi Thánh Kỵ Sĩ Quật Khởi Xuyên Nam Kiếm Quân Thánh Kỵ Sĩ Thiên Phú Cây. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Cầu tử, ngươi đang làm gì? Chuyên nghiệp mục sư không sữa người, thế mà để cho ta Thánh Kỵ Sĩ kéo người, ta dựa vào. Tại Ma Đô, nào đó gian xuất tổ ốc bên trong, một cái cánh tay trần ra hỏa ngay tại đối máy tính chơi đùa, mà tại máy tính giao diện bên trên, hai cái khung chat biểu hiện ra một cái là cửa sổ trò chơi, một cái khác lại là mới vừa lên chiếu không lâu, phục liên ba làm một lấy game thủ chuyên nghiệp tự cho mình là người đinh hạo trò chơi kỹ thuật cũng tạm được, nhưng là cũng chính bởi vì si mê trò chơi, cho nên đến bây giờ đại học tốt nghiệp hai năm cũng vẫn là một cái độc thân cầu. dù sao phía ngoài muội tử không giống như là trường học thời điểm đơn thuần như vậy, lúc tốt nghiệp thất tình hắn liền không còn có bị khác phải yêu ái qua. Bởi vì nghiệp dư thời gian đều bị dùng để chơi đùa đi. Chính là bởi vì không có bạn gái, hơn nữa còn có một cái trong trò chơi công hội hoạt động, cái này tuần lễ nguyên vốn chuẩn bị đi xem Phục Liên Ba bị hắn hủy bỏ hành trình. Mà là tại trên mạng tìm HD tài nguyên, thứ này đối với lâu dài trà trộn tại trên internet đinh hạo tới nói, thật sự là một chuyện rất đơn giản cho nên tại cái này một vòng mặt, hắn liền trực tiếp tại mình trong căn phòng đi thuê, một bên nhìn khoa huyễn mảng lớn, một bên chơi đùa. Hắn trong trò chơi nhân vật là một cái thánh kỵ sĩ, thuộc về có thể sữa có thể chịu, có thể công có thể thủ chức nghiệp, nếu là có tọa kỵ, thậm chí có thể phát động công kích, chơi chơi diều đều có thể. Bất quá cái này cần kỹ thuật mà lúc này chính là đại boss thời khắc mấu chốt nhất. Thời gian trôi qua hơn 2 giờ, mà phim cũng đến thời khắc cuối cùng, Thanos đã đi tới Wakanda, dùng thời gian bảo thạch quay lại thời gian. Sau đó, trừ đi Vision trên chán linh hồn bảo thạch, tề tựu 6 viên vô hạn bảo thạch sau đó rời đi địa cầu. Boss HP càng ngày càng thấp, mắt thấy là phải thông quan, mà Thanos cũng giơ lên tay phải, một cái búng tay, toàn bộ trong phim ảnh vũ trụ một phần hai nhân khẩu liền muốn hóa thành cho tàn. Lúc này Boss cũng là lung lay sắp đổ, đinh hạo khống chế mình nhân vật trò chơi, trực tiếp một đạo thánh quang, liệt diễm chảm. Tại tất cả công hội thành viên bên trong cầm xuống Boss một kích cuối cùng nhưng là đinh hạo không có phát hiện mình tại thao tác động tác này thời điểm thân thể của hắn một bộ phận thế mà cũng bắt đầu hóa thành cho tàn chậm rãi tiêu tán như là phim ảnh bên trong những cái kia nhân vật cả người biến mất tại phiến thiên địa này bên trong ta đây là thế nào nơi này là nơi nào đinh hạo ý thức vẫn là thanh tỉnh hắn lúc này tựa hồ cả người phiêu bay lên nhìn lấy hết thảy trước mắt nhưng lại không thấy mình thân thể tựa hồ cả người hắn thân thể biến mất đồng dạng mà lại trước mắt ra hiện tại hắn trong tầm mắt cũng không phải phòng trọ quen thuộc hình tượng mà là địa cầu vũ trụ quan sát cảnh tượng ta làm sao lên trời còn có thân thể của ta đâu ngay tại đinh hạo dạng này suy tư thời điểm cả người tựa như là đột nhiên rơi xuống đồng dạng hướng phía phía dưới địa cầu không ngừng rơi xuống thời gian dần qua hắn thấy được trên mặt đất lục địa nơi này là châu bắc mỹ nước mỹ đây là cái nào thành thị đinh hạo đang không ngừng rơi xuống hắn mới đầu còn có thể phân biệt mình là hướng phía địa phương nào rơi xuống nhưng là thời gian dần qua hắn đối với nước Mỹ thành thị địa lý chưa quen thuộc nguyên nhân, hắn cũng không biết mình hướng phía địa phương nào rơi xuống. Mà lại tại cái này rơi xuống quá trình bên trong, Đinh Hạo ý thức cũng thời gian dần trôi qua cảm giác được một trận mỏi mệt, sau đó ngủ thiếp đi. Nước Mỹ, New York, hoàng hậu khu, một nhà tư nhân chỗ khám bệnh phía sau một trương trên giường bệnh, một thanh niên nằm ở phía trên, trên thân buộc đầy băng gạc. Lúc này nhắm mắt lại, tại điện tâm đồ để bụng nhảy càng ngày càng chậm chạp, thời gian dần trôi qua kéo thành một đường thẳng, mà ở trong quá trình này không có người đến tham, cũng không có người chú ý đến. Hô, 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 đột nhiên cái này mang theo dưỡng khí che đậy, điện tâm đồ thanh niên lập tức thân thể nhếch lên, sau đó từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy dưỡng khí, điện tâm đồ cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cái này đau quá đinh hạo ý thức thanh tỉnh lại lập tức liền cảm nhận được thân bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn tứ chi tựa hồ cũng giống như là đoạn mất bị trói tại thạch cao bên trong đây là có chuyện gì ta làm sao bị đánh nơi này là bệnh viện thế nhưng là vì cái gì ta trước đó thấy được địa cầu mà lại ta là tại chơi đùa a à, làm sao lại bị đánh gãy tứ chi đinh hạo trong đầu đang suy tư nhưng là không biết xúc động đến cái gì lập tức cũng cảm giác không chỉ là tứ chi trong đầu cũng truyền tới một trận đau đớn kịch liệt sau đó hắn hôn mê bất tỉnh tại đinh hạo ngất đi thời điểm trong óc ký ức giống như là biển cả nước biển đồng dạng không ngừng mà tuôn ra sau đó tại trong đầu của hắn phóng xuất ra giống như là phim đồng dạng triển hiện một người cả đời bên trong hết thảy để đinh hạo biết mình thì là xuyên qua mặc dù trùng hợp nhưng là để đinh hạo nhẹ nhõm là hắn xuyên qua người này là một cái hoa kiều danh tự cũng gọi là đinh hạo để hắn không cần thích ứng sửa lại danh tự phiền phức mà cái này đinh hạo cùng hắn đời trước dân đi làm cộng thêm trò chơi cuồng không giống hắn là một cái được xưng là đại quyền tử bang hội thành viên Tại hải ngoại, người Hoa là bị bài xích một đám người, bọn hắn chỉ có bão đoàn cùng một chỗ, đồng thời Dương phát hiện mình hung ác mới sẽ không bị khi phụ. Điểm này từ đại quyền tử Đinh Hạo trong trí nhớ đạt được xác minh, hắn từ nhỏ tại phố người Hoa lớn lên, coi là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Nhưng là nhưng vẫn không có bất kỳ người Mỹ dùng chân chính địa vị ngang hàng cùng hắn ở chung. Tại lần lượt bị khi phụ về sau, cái này Đinh Hạo không còn nén giận, hắn gia nhập người Hoa tổ chức bang hội thành bang hội phần tử, sau đó lần lượt cùng người da trắng, người da đen thậm chí còn lại châu á bang hội chém giết hỗn chiến có thể nói chỉ cần là địa cầu bên trên có nhân chủng tại cái này hỗn loạn tưng bừng địa khu đều có bang phái sau đó lẫn nhau hỗn chiến đinh hạo gia nhập bang hội sau đó cùng một đám đại lão vì giữ gìn người hoa lợi ích cùng còn lại các loại bang hội tổ chức tương hỗ sống mái với nhau lần lượt chiến đấu xuống tới trên thân lưu lại vết thương đồng thời cũng làm cho hắn trở nên cường tráng hung ác trở thành bọn hắn cái này trong vòng nhỏ so khá nổi danh một cái nhưng là bởi vì nổi danh cho nên tại các bang hội tất sát trên danh sách hắn cũng là trên bảng nổi danh lần này cùng nhật bản hắc long xã phát sinh xung đột lợi ích sau đó hắn liền quang vinh thành hắc long xã sớm thanh lý đi ra biến số một trong đây là nơi này pháp tác sinh tồn bên trong một đầu muốn thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng tại khai chiến trước đó đối với địch nhân nhân vật hung ác tiến hành thanh trước ở trong trí nhớ sau cùng ký ức là mình tại một nhà xoa bóp cửa hàng xoa bóp kết quả một đám người xông tới trực tiếp đánh nện toàn bộ cửa hàng lúc ấy không có mang vũ khí ở bên cạnh mình bị ba cái cường hãn cầm katana ra hỏa trực tiếp chặt đứt tứ chi gân tay gân chân thành một tên phế nhân đây là xuyên qua nhưng lại xuyên qua thành một cái tứ chi bị phế ra hỏa trên thân mà lại không phải loại kia huyền huyễn thế giới không có khôi phục khả năng cứ như vậy phế vật vượt qua cả đời ha ha đinh hạo cẩn thận kiểm tra trí nhớ của mình xác định ở cái thế giới này tứ chi bị phế thật không cách nào khôi phục về sau triệt để hỏng mất xuyên qua thành phế vật hơn nữa còn là cừu nhân khắp nơi trên đất phế vật mình còn có đường sống nhưng vào lúc này hắn phát hiện trong đầu không chỉ có mảng lớn trí nhớ của đời trước còn có tại những ký ức này đoạn ngắn trong bao có một gốc cây đây là cái gì đây là trong óc nhìn xem cây này đinh hạo ý thức thể lập tức lại từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị kéo lại bởi vì hắn nhận ra đây là cái gì đây là hắn chơi trong trò chơi nhân vật thiên phú cây, mà lại là hắn lúc ấy đang thao túng thánh kỵ sĩ thiên phú cây, mà thánh kỵ sĩ có một cái khác tên, đó chính là mặc khôi giáp vú em. Comic chi thánh kỵ sĩ quật khởi xuyên nam kiếm quân tháp sáng kỹ năng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Kỹ năng này nên như thế nào tháp sáng? nằm tại trên giường bệnh Đinh Hạo tỉnh lại, lúc này hắn đang suy tư vấn đề này, tại trong đầu của hắn có thánh kỵ sĩ thiên phú cây. Mà lại hắn minh xác thấy được phía trên có chỉ dũ thuật cái này thần thuật, có thể chữa trị hết thầy thương thế, để cho người ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất thần thuật. Mà lại kỹ năng này ở thiên phú trên cây là phi thường tới gần tầng dưới chót, gần với tầng dưới chót nhất hai cái thánh kỵ sĩ cơ bản nhất kỹ năng đại kiếm hai tay kiếm thuật thẩm phán chi nhãn hai cái này kỹ năng là thánh kỵ sĩ chức nghiệp cơ bản nhất kỹ năng thẩm phán chi nhãn là phán định địch ta kỹ năng ở trong game sử dụng kỹ năng này có thể tại hỗn trong chiến đấu phân chia địch ta để quân đội bạn không bị thương tổn nhưng là trong hiện thực sẽ là như thế nào đinh hạo vẫn chưa biết được còn có chính là đại kiếm hai tay kiếm thuật, cái này kiếm thuật thuộc về vận dùng vũ khí phạm trù, trong trò chơi là một bộ liên chiêu, tại trong hiện thực sẽ là như thế nào? Đinh hạo đồng dạng biểu thị không biết, bất quá hai cái này cơ bản điểm kỹ năng sáng về sau, chính là chỉ dũ thuật kỹ năng này. Tháp sáng kỹ năng cần gì? Đây là thánh kỵ sĩ thiên phú cây, thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này. Đinh Hạo cảm thụ được thân bên trên truyền đến đau đớn, nhưng là trong đầu vẫn là đang không ngừng suy tư, mà nhưng vào lúc này hắn suy nghĩ đến một cái khả năng. Cũng chính là căn cứ thánh kỵ sĩ cái nghề nghiệp này dọc theo người ra ngoài một cái não động. Chẳng lẽ là trường ác dương thiện? Thánh kỵ sĩ là thuộc về kỵ sĩ chi nhánh, lo liệu lấy kỵ sĩ bát đại Mỹ Đức mà lại ngoại trừ kỵ sĩ các loại phẩm cách bên ngoài, thánh kỵ sĩ còn muốn có cái này kiên định tín ngưỡng, cái này tín ngưỡng không nhất định là đối thần linh hoặc là cái gì khác. Chỉ cần nội tâm kiên định không thay đổi, đồng thời không phải tà ác khuynh hướng tín ngưỡng liền có thể kích hoạt thánh kỵ sĩ kỹ năng. Chẳng lẽ muốn ta đi tin giáo? Nương, giống như cũng không đúng ta cái này thánh kỵ sĩ cùng truyền thống thánh kỵ sĩ không giống a à, đây là một cái game online bên trong cũng không phải chính thống thánh kỵ sĩ ở trong game thánh kỵ sĩ tín ngưỡng là sinh mệnh nữ thần thế giới này không có cái này thần linh tồn tại làm sao thu hoạch được thần lực làm sao kích phát thần thuật đinh hạo trên giường lại đẩy ngã ý nghĩ của mình thế nhưng là ngay lúc này hắn chìm tâm tư tác không có phát hiện tại trong trí nhớ của hắn những cái kia không ngừng mà cùng người khác đánh nhau chém giết ký ức trong tấm hình xuất hiện một chút cải biến mỗi khi hắn chém giết một cái băng hội phần tử thời điểm liền sẽ có một chút xíu ánh sáng màu vàng óng lưu chuyển ra đến hướng phía kia một góc thiên phú cây hội tụ mà đi mà mỗi khi hắn trên đường diễu võ dương oai ức hiếp người khác thời điểm lại sẽ có một chút xíu huyết sắc quang mang lưu chuyển ra đến cũng hướng phía cái kia thiên phú cây phương hướng mà đi cùng nơi đó kim sắc quang hoa đụng va vào nhau sau đó cùng nhau trừ khử ở vô hình nhưng là bởi vì đinh hạo tiền thân bản thân liền là bị ức hiếp mới đi bên trên con đường này cho nên hắn khi dễ người khác thời điểm không phải rất nhiều huyết sắc quang hoa cũng không nhiều tổng thể vẫn là kim sắc quang hoa. Chỉ nhớ lúc trước bên trong những cái kia đánh nhau hình tượng chiếm đa số ánh sáng màu vàng óng đang không ngừng hội tụ, hướng phía cái kia thiên phú trên cây một chút xíu dính qua đi. Thời gian dần trôi qua đi tới thứ một cái kỹ năng chỗ, thẩm phán chi nhãn bị ánh sáng màu vàng óng một chút xíu phủ lên, từ 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 nguyên bản màu xám trắng chuyển biến thành kim sắc kiểu chữ. Ngay tại thẩm phán chi nhãn triệt để biến thành kim sắc về sau, Đinh Hạo cảm giác được mình hai con mắt đang không ngừng phồng lên, nhưng loại sau đau nhức cảm giác xuất hiện tại trong ánh mắt. Sau đó hắn đột nhiên thấy được thân thể của mình, trên thân thể từng đạo kim sắc cùng huyết sắc quang hoa quấn quít lấy nhau. Đây là có chuyện gì, vì cái gì đột nhiên thấy được những này kim sắc cùng huyết sắc ánh sáng? Đây là vật gì? Đinh Hạo trước đó đang suy tư như thế nào thắp sáng thiên phú cây, lúc này đột nhiên nhìn thấy cái này, lập tức hắn lại nghĩ tới đây có phải hay không là thiên phú cây bị kích hoạt lên. Nói cũng kỳ quái, trước đó chỉ có thể ở trong ý thức nhìn thấy thiên phú cây, lúc này ở hắn đột nhiên muốn xem xét thời điểm, lập tức xuất hiện tại Đinh Hạo trong tầm mắt lúc này thiên phú trên cây vẫn như cũ là tối tăm mờ mịt một mảnh trên tán cây mặt treo thánh kỵ sĩ từng cái kỹ năng mà tại tận cùng dưới đáy căn bộ một cái kỹ năng cùng còn lại màu xám trắng hoàn toàn khác biệt bày biện ra kim sắc chỉ riêng tới đây là thẩm phán chi nhãn bị kích hoạt lên đinh hạo lập tức thấy được vàng óng ánh thẩm phán chi nhãn kiểu chữ sau đó bị kích hoạt thẩm phán chi nhãn kỹ năng hiện ra không chỉ là kỹ năng tên còn có nói rõ thẩm phán chi nhãn nửa kỹ năng bị động thuộc về phân chia địch nhân kỹ năng đang thẩm vấn phán chi nhãn dưới thân phụ công đức cùng tội nhiệt sẽ hiện hình thánh kỵ sĩ có thể công kích thân phụ tội nhiệt người từ đó thu hoạch được công đức để mà cường hóa tự thân Kỹ năng này quả nhiên trở nên không đồng dạng, không phải cho quân đội bạn tăng thêm phòng đã ngộ thương, mà là chân chính chỉ có thể phân chia địch nhân rồi, công kích thân phụ tội nhiệt người. Tội nhiệt chính là loại ánh sáng màu đỏ ngòm kia sao, Đinh Hạo đoán được. Mà lại hắn cũng biết kim quang kia danh sưng, thế mà gọi là công đức, quả nhiên là quốc sản sơn chạy trò chơi, Đinh Hạo trong lòng oán thầm nói hắn sở dĩ suy đoán huyết sắc là tội nhiệt ngoại trừ trong thường thức công đức là kim quang tội nhiệt hơn phân nửa nương theo lấy máu tê bên ngoài cũng bởi vì thẩm phán chi nhãn là kim sắc hiển nhiên là bị kim quang thắp sáng như vậy trên người có huyết quang người liền có thể công kích comic chi thánh kỵ sĩ quật khởi xuyên nam kiếm quân nơi này là vô nghe chọn bộ tại mê audio com nằm tại trên giường bệnh, lúc này toàn bộ phòng khám bệnh trống rỗng, ngoại trừ chính đinh hạo bên ngoài, liền không có người nào nữa, đã 2 đến 3 giờ thời gian, không có bất kỳ ai. Hắn cũng không biết hiện tại là thời gian nào, nhưng là trong bụng đói khát cho hắn biết mình nằm ở chỗ này nhất định qua thời gian không ngán. Trong óc kia một gốc thiên phú trên cây tiền thân tích lũy công đức vẫn tại một chút xíu hướng phía cái kia thiên phú cây dễ chính nhất đối tầng hội tụ. Thời gian dần qua đêm chỉ dũ thuật phủ lên trở thành kim sắc. Cái này khiến Đinh Hạo tốt hơn một chút, chỉ ít hắn thấy được mình chữa trị thân thể niềm hy vọng. Nhẫn thụ lấy trong bụng đói khát, Đinh Hạo nằm ở trên giường chờ đợi, chờ lấy chỉ dũ thuật toàn bộ kích hoạt, không biết qua bao lâu, chỉ dũ thuật kỹ năng này toàn bộ bị kim quang phủ lên. Triệt đề kích hoạt, chỉ dũ thuật tiêu hao tự thân lực lượng phóng thích chữa trị thánh quang, trị liệu hết thảy thương thế đây là trì dũ thuật ghi chú vô cùng đơn giản nhưng là tiêu hao tự thân lực lượng điểm này lại làm cho đinh hạo có chút nghi hoặc đây chẳng lẽ là phóng thích trì dũ thuật tiêu hao thể lực hoặc là khác lực lượng đinh hạo suy tư một chút chẳng lẽ thánh kỵ sĩ thiên phú cây có thể để cho mình tại cái này phổ thông thế giới thu hoạch được siêu phàm lực lượng không phải vẻn vẹn dựa vào một người thể lực phóng thích trì dũ thuật hai ba cái nói không chừng liền đem người mệt mỏi nằm xuống có lẽ thật có thể nghĩ nghĩ đinh hạo vẫn là quyết định trước tiên đem mình chữa khỏi sau đó đang nói cái khác dù sao lâu như vậy đều không có người đến nếu là không được động còn không biết lúc nào mới có người đưa ăn đến đâu trì dũ thuật đinh hạo ở trong lòng mặc niệm lập tức một tia sáng trắng từ trên người hắn phát ra sau đó hướng phía trên người hắn có tổn thương địa phương hội tụ nhất là tứ chi vị trí đều bị bạch quang bao phủ hiển nhiên trên người hắn thụ thương nặng nhất khu vực chính là tứ chi không chỉ bị đánh gãy gân tay gân chân còn có gãy xương cũng không phải số ít đối với địch nhân vì cái gì không có giết chết tiền thân điểm này đinh hạo cũng muốn biết nhưng là bất kể như thế nào dù sao tiền thân coi như lúc ấy không có chết hiện tại cũng thật đã chết rồi không phải hắn không có khả năng tu hú chiếm tổ chim khách mượn xác hoàn hồn sống tới bất quá địch nhân làm như thế đinh hạo cũng có thể suy đoán ra bọn hắn mấy phần dụng ý bình thường tới nói trước khi chiến đấu ám sát hơn phân nửa là không chết không thôi thế nhưng là còn có một loại khả năng đó chính là đà kích địch nhân sĩ khí đồng thời gia tăng địch nhân liên lụy không giết chết liền muốn cứu chữa mà lại còn sống kết cục bi thảm cũng sẽ để người nhát gan tâm thấy sợ hãi dù sao có lúc sống không bằng chết mới là đáng sợ nhất đinh hạo trong lòng nghĩ phó nói ngay tại Đinh Hạo một bên trị liệu tự thân, một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, tại cái này một mảnh quảng trường một bên khác, hai nhóm nhân mã chính tại trong lúc rằng co. Một bên là người Hoa làm chủ Hồng Bang, mặc dù tại New York Hồng Bang thực lực tương đối nhỏ, chân chính Hồng Bang chủ lực là tại bờ biển Tây. Nhưng lại cũng là nơi này người Hoa thế lực cường đại nhất, tại hải ngoại người Hoa bão đoàn sưởi ấm thành công nhất chính là Hồng Bang cùng Thanh Bang mà một bên khác thì là một đám phổ biến so người hoa thấp bé người da vàng, trên người bọn họ mặc kimono còn có bên hông katana biểu lộ thân phận của bọn hắn. Người Nhật Bản, Đinh Hạo Tiền thân chính là Hồng Bang New York phân bộ một hoa hồng song côn, thuộc về loại kia dám đánh dám liều mãnh tướng. Phòng khám bệnh Sở Dĩ không có người chiếu khán Đinh Hạo chủ yếu cũng là bởi vì tối nay là cùng Nhật Bản Hắc Long hội chấm dứt ân oán thời điểm thậm chí song phương chữa bệnh nhân viên đều bị gọi vào phụ cận thuận tiện về sau hỗ trợ cứu chữa thương binh cho nên phòng khám bệnh mới có thể không có bất kỳ ai đây mới thật sự là nguyên nhân mà lúc này song phương rằng co lẫn nhau tại tương hỗ tiến hành thăm dò hồng bang bên này là một người mặc quần áo luyện công trung niên nhân thân trên áo trắng hạ thân quần dài màu đen cách ăn mặc tựa như là công phu phim trên poster tinh ra hình tượng lúc này đang cùng người đối diện tiến hành giao lưu. Hasegawa, ra đến nói chuyện. Trung niên nhân vóc người không cao, nhưng là lại có một loại như vực sâu như núi khí chất, đứng tại chỗ tựa như là một tòa núi cao nguy nga, một đầu mênh mông vực sâu. Hồng Vũ Quân, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thế mà từ Los Angeles đi tới New York đối diện một người mặc kimono bên hông phối thêm hai thanh katana ra hỏa đi ra, dưới chân guốc gỗ dẫm trên mặt đất vang lên kèn kẹt. Hasegawa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, các ngươi hắc long hội nghĩ tại New York khuếch trương địa bàn có thể, nhưng lại không nên đánh ta phố người Hoa chủ ý. Nơi này là ta hồng băng địa bàn, hồng vũ nói ở chỗ này, tựa như là người Mỹ địa bàn đi, người ta đều là kẻ ngoại lai, cần gì phải nói chỗ nào là người đó. Chẳng qua là nhìn nhìn quả đấm của ngươi lớn, hay là của ta đau sắc bén hơn mà thôi, đối diện kimono nam tử nói, tựa hồ đối với cái gì phố người Hoa là người Hoa địa bàn vô cùng khinh thường. Hừ, đã như vậy, như vậy thì để cho ta lĩnh giáo các ngươi chan gu nhất tộc xong đao lưu ngươi luyện đến cảnh giới cỡ nào hồng vũ lúc này không tại nhiều nói trực tiếp bước chân một bước dưới thân như là tuấn mã hai chân nhảy lên liền vượt qua mấy mét khoảng cách hướng phía đó cùng phục nam từ một quyền đánh qua chính là muốn lĩnh giáo ngươi hồng ra thiết tiến quyền uy lực hasegawa nói gốc gỗ tại mặt đất dẫm mạnh thân thể liền hướng phía phía trước phóng đi mà ở trong quá trình này bên hông hai thanh trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ sáng như tiết đao quang ở trong màn đêm lấp lánh chiết xạ chung quanh đèn đường ánh đèn hướng phía hồng vũ bổ tới hai phe thủ lĩnh động thủ lập tức thủ hạ hạ tiểu đệ toàn đều bắt đầu hành động như là hai cỗ thủy chiều đồng dạng lẫn nhau tương hỗ vọt tới một bên là katana kimono một bên khác thì là thuần một sắc ống thép hiển nhiên lần này động thủ song phương đều không nghĩ đem sự tình mở rộng không có sử dụng súng ống mà tại một bên khác, đinh hạo trên thân chỉ rũ thuật quang mang lấp lánh, nguyên bản thương thế trên người một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Màu trắng thánh quang biến mất, đinh hạo thương thế trên người tất cả đều tốt, hắn cảm thụ được trên thân không tại truyền đến bất kỳ khó chịu, lập tức từ trên giường xoay người mà lên. Trực tiếp tại trên mép giường đem thạch cao đạp nát, sau đó xoay người đứng lên ra ngoài tìm đồ ăn, không phải thật phải chết đói. Trong bụng cảm giác đói bụng phi thường cường liệt bởi vì hắn lúc này sử dụng chỉ rũ thuật tiêu hao càng nhiều năng lượng vốn chỉ là có chút đói khát con trai độc nhất. Hiện tại tựa như là ba ngày không có ăn cái gì, đói kêu lên ủng ục. Thay đổi quần áo bệnh nhân, trong phòng tìm một kiện áo khoác trắng trên thuyền, cái này trong phòng khám cũng không có khác quần áo cho hắn đổi, sau đó từ cửa sổ xoay người ra phòng khám bệnh đi tới trên đường cái đi ra xem bệnh chỗ không đến bao lâu đinh hạo đột nhiên nhìn thấy một đạo kim sắc chỉ riêng ở phía xa trên nóc nhà không ngừng mà nhảy vọt tiến lên tại trên lầu chót như dẫm trên đất bằng chính hướng phía hắn bên này phi tốc mà tới đây là người nào trên thân lại có giày như vậy công đức kim quang mà lại tại trên lầu chót chạy căn chơi giống như thế giới này thật là phổ thông thế giới Đinh Hạo trong lòng nghi hoặc cho nên càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm kia tại trên lầu chót vượt nóc băng tường mà đến bóng người. Cái này mẹ nó, đây là De devil trang phục mà lại loại này thân thủ hẳn không phải là đồ giòm, chẳng lẽ nói lão tử đi tới thế giới ma vô? Thấy rõ ràng người tới về sau, Đinh Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Comic chi thánh kỵ sĩ quật khởi xuyên nam kiếm quân De devil đánh xì dầu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Tại trên lầu chót một thân ảnh như cùng một con bọ chết đồng dạng phi tốc tại từng cái lớn trên lầu chót bay vọt, thân hình ẩn nấp. Nếu như không phải đinh Hạo bây giờ nhìn người nhìn không phải thân hình mà là trên người công đức cùng tội nhiệt, thật đúng là không thể phát hiện đối phương. Nhưng là đã hiện tại có thể nhìn thấy đối phương, đinh Hạo đương nhiên có thể dễ như trở bàn tay từ trong bóng đêm phân biệt ra được đối phương ở nơi nào đồng thời chính xác thấy rõ ràng thân hình của đối phương tướng mạo đây là một người mặc áo da bó người cao đại nam nhân trên thân màu đỏ quần áo bó lộ ra vô cùng tao bao mà lại tại ống quần bên trên cài lấy hai cây mù trượng là hắn tiêu chí thật là de devil mà lại thế giới này giống như không có ma manga điểm này còn giống như thật không bình thường khi nhìn đến trên lầu chót bóng người về sau, Đinh Hạo tìm tòi một chút trí nhớ của đời trước, sau đó lại một lần xác nhận thế giới này không có Marvel Comics trong trí nhớ chỉ có DC Manga. Mà lại hắn còn phát hiện một cái thứ không tầm thường tại trong trí nhớ tìm thấy được. Đây là Captain America, không có Marvel ký ức nhưng lại có Captain America ký ức, thế giới này thật xuất hiện qua Captain America. Đinh Hạo xác nhận liên tục, sau đó thật phát phát hiện mình đi tới Marvel thế giới, ở chỗ này, Marvel nhân vật biến thành chân thực tồn tại, trừ cái đó ra, khác cùng thế giới hiện thực không kém bao nhiêu. Vì cái gì? Không có stack công nghiệp ký ức, nhưng là Đinh Hạo nghĩ lại ở giữa có nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ, vì cái gì không có stack công nghiệp. Đây chính là thế giới Marvel đặc điểm lớn nhất, không có Tony phân lớn khỏa thế giới Marvel vẫn là thế giới Marvel thì ra là thế suy tư một phen đinh hạo phát hiện không phải là không có mà là gia hỏa này thế mà cùng start công nghiệp có không đơn giản liên hệ mà cái này liên hệ để hắn đem start công nghiệp tương quan bất cứ chuyện gì đều tiến hành phong tỏa không nguyện ý nhớ tới thì ra là như vậy quả nhiên ở nơi nào đều có dạng này trà xanh được rồi đã kế thừa thân thể của ngươi như vậy sau này giáo huấn cái kia trà xanh sự tình ta liền giúp ngươi làm đinh hạo thầm nghĩ đến sau đó trực tiếp quay người hướng phía dead devil rời đi phương hướng đuổi tới ra hỏa này chạy nhanh như vậy quả nhiên siêu anh hùng đều thích đi nóc phòng không phải là không có nguyên nhân nhìn xem tại trên nóc nhà không ngừng mà nhảy vọt sau đó dần dần đi xa dead devil đinh hạo tại một cái rẽ ngoặt góc đường ngừng lại bởi vì dead devil ở phía trước liền hướng phía một phương hướng khác đi hắn cần quấn một vòng tròn lớn hô, cỗ thân thể này thật ra sức, xa như vậy thế mà không chút mệt mỏi. Cảm thụ được thân thể truyền đến từng đợt lực lượng cảm giác cùng hiện tại còn chỉ có thể coi là có chút thở hồn hển khí tức biến hóa, Đinh Hạo cảm thấy lần này vẫn là kiếm lời. Cái này xuyên qua một lần mặc dù trước đó đau đến không muốn sống, nhưng là hiện tại hết thảy đều đã tốt, thậm chí thân thể vô cùng khỏe mạnh so với bình thường người mạnh rất nhiều. Hắc, Hỏa kế, ngươi làm gì đi theo ta, ngay tại đinh Hạo quẹo góc tiếp tục hướng phía phía trước chạy vội thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên nóc lầu rơi xuống, sau đó rơi xuống đinh Hạo trước mặt. Một thân màu đỏ quần áo bó, chỉ lộ ra phía dưới khăn chùm đầu mặt nạ bại lộ thân phận của hắn, ra hỏa này chính là từ trên nóc lầu còn tưởng rằng đã chạy xa đê đê vô. Cái gì gọi là ta đi theo ngươi? Ta chẳng qua là tiện đường mà thôi, Đinh Hạo không nghĩ tới hắn thế mà lại nhanh như vậy liền bị phát hiện, thế là hắn phản ứng thật nhanh nói. Nhịp tim trong nháy mắt gia tốc 10%, người đang nói láo. Đe De vô cũng chính là Matthew vị kia người mù luật sư, âm hiểu nhất chính là nghe động tĩnh, cho nên trực tiếp phơi bày Đinh Hạo hoang ngôn. Ta thế nhưng là một đường chạy tới, tim đập rộn lên có quan hệ gì? mà lại ta thật là muốn đi phía trước mà không phải theo dõi ngươi. Lúc này Đinh Hạo nói, nhưng là hắn nói lại là tại lời thật, bởi vì hắn thấy được trước mặt trên đường phố, một trận chém giết đang tiến hành. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng là ở đó một mảng lớn huyết hồng tội nhiệt quang mang đang tỏa ra, mà lại trong đó còn có Đinh Hạo trí nhớ của đời trước bên trong mấy cái tiểu đồng bọn ở bên trong. Kia là Đinh Hạo phi thường thân ảnh quen thuộc, mặc dù cách rất xa nhưng lại nhận ra được. Phát hiện phía trước tại sống mái với nhau, Đinh Hạo lúc này mới nhớ tới, nguyên lai like một ngày này trong đêm là bọn hắn hồng băng cùng hắc long hội tiến hành sống mái với nhau thời gian. Mà lúc trước hắn bởi vì bị ám toán, chỉ có thể ở trong phòng khám dưỡng thương, thậm chí có nguy hiểm tính mạng cho nên căn bản không có đến lúc này tới như vậy thì cần phải đi cứu mình quan tâm mấy cái huynh đệ mà lại hắc long hội là tiền thân cừu nhân như vậy cũng chính là cừu nhân của hắn cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mát tại thời khắc này đinh hạo quyết định hắn muốn đi qua hắn muốn đi tham gia lần chiến đấu này lúc này hắn mặc kệ trong bụng đói khát đi thẳng tới bên đường một nhà cửa hàng đây là một nhà ngũ kim điếm ở bên trong hắn trực tiếp tìm được một khối lớn thép tấm, một đầu rộng một đầu hẹp. Bắt lấy hẹp kia một đầu, trực tiếp dùng sức đem cái này một khối thép tấm nhấc lên, sau đó cũng không để ý tới còn trên đường đứng đấy De Devil Matthew. Trực tiếp tự mình hướng phía phía trước hỗn chiến chiến trường mà đi. Ngũ Kim Điếm lão bản lúc này muốn hỏi Đinh Hạo đòi tiền, nhưng nhìn Đinh Hạo đã con mắt đỏ ngầu còn có hắn muốn đi phương hướng, lập tức nói không ra lời chỉ là nhìn xem đinh hạo một cái tay kéo lấy kia một khối rộng kia một đầu có hai cái bàn tay rộng dày có mấy cm thép tấm đi lên phố dài. Dầm dầm, thép tấm tại mặt đường bên trên xẹt qua phát ra chói tai thanh âm để đe đe vô khẽ trao mày. Mà tại thời khắc này hắn trực tiếp lên tiếng. Người muốn đi làm cái gì? Phía trước đều là phần tử phạm tội đang tiến hành sống mái với nhau, người muốn đi tránh ra, hảo hảo ở một bên đánh xì dầu tốt ta cũng là một phần của bọn hắn tử, làm sao có thể không tham gia, mà lại đây không phải ngươi cai quản sự tình. Bởi vì không có người sẽ ở thời điểm này mời luật sư. Đinh Hạo nói thẳng một câu không quan hệ hiện tại cục diện lại làm cho De Devil trực tiếp đứng ngay tại chỗ, bởi vì hắn biết đối diện người này là biết hắn thân phận chân thật. Thế nào, muốn biết ta vì cái gì biết? trời tối ngày mai, đến hâu đần đường phố đèn lồng đỏ quán ba tìm ta, đến lúc đó nói chuyện, lần này sự tình, ngươi không cần nhúng tay, đây là chuyện của ta. Đinh Hạo nói liền trực tiếp từ đe đe vô bên người đi qua, sau đó kéo lấy thép tấm một đường hướng phía sống mái với nhau hiện trường mà đi. Lúc này ở phía trước trên đường phố, song phương đánh túi bụi, mặc kệ là người Nhật Bản đao sáng lóng lánh, vẫn là hồng băng các loại vũ khí lạnh, đều tại thời khắc này vung vẩy hổ hổ sinh phong. Trường thương vẩy một cái, máu tươi phun ra. Khảm đao cùng katana lẫn nhau nhìn, hỏa hoa lấp lánh. Đồ chó hoang Nhật Bản, lão tử tới, các ngươi trước đó ám toán ta chướng, hiện tại hẳn là tính toán. Đinh Hạo từ trên đường thời gian dần qua bắt đầu gia tăng tốc độ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua từ ban sơ đi, biến thành chạy chậm, sau đó càng là thành trăm thước bắn vọt. Trên mặt đất thép tấm xẹt qua hỏa hoa cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu thật sâu bạch ngấn. Comic chi thánh kỵ sĩ quật khởi xuyên nam kiếm quân bang phái sống mái với nhau. Nghe chọn bộ tại mê audio.com dẫn theo một khối thép tấm đinh hạo hướng thẳng đến trước phương chính tại tương hỗ sống mái với nhau đám người nhanh chóng chạy như điên tại hắn tiến lên quá trình bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian dần qua như là trăm mét bắn vọt trực tiếp mang theo một trận gió xông vào đám người thép tấm nhấc trong tay tại ở gần đám người trong nháy mắt hai cánh tay cầm thép tấm hẹp kia một đầu trực tiếp huy động lên tới to lớn thép tấm có gần 2 mét chiều dài, trọng lượng kinh người, khoảng chừng trên trăm cân, nhưng là tại đinh hạo hai tay dựng ở phía trên một nháy mắt, trên cánh tay hắn cơ bắp một trận phồng lên. Trực tiếp cao cao dơ lên, sau đó hướng phía phía trước một cái quơ katana người Nhật Bản đập tới. Trọng kiếm không mũi, chỉ dựa vào kia trọng lượng, cùng huy động sinh ra cường đại động năng, chính là kinh khủng nhất vũ khí, mang theo tiếng gió gào thét trong nháy mắt nện vào kia nhật bản võ sĩ trên thân một nháy mắt liền đem ra hỏa này cho đập con ruồi đồng dạng đập ngã xuống đất tại thời khắc này đinh hạo cảm giác mình trong hai tay thép tấm tựa như là thân thể kéo dài mặc dù nặng nề nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào hắn huy động tốc độ đang quay ngược lại tên kia trong nháy mắt mượn nhờ trở lại lực lượng trong nháy mắt xẹt qua một đường cong tròn trực tiếp nện vào một tên ra hỏa khác trên thân lúc này đối phương katana chính đang chuẩn bị đánh lén một hồng bang huynh đệ trên chiến trường song phương đã đánh nhau thật tình chiến đấu bày biện ra gay cấn người nhật bản thuần một sắc katana hẹp dài thân đao lóng lánh hàn quang mà một bên khác hồng bang người lại là ống thép song phương đánh chính là khó hòa giải toàn bộ tràng diện tương đương nóng nảy đinh đinh đương đương đao cùng ống thép va chạm thanh âm không ngừng mà truyền đến đồng thời nương theo lấy một chút đao chặt vào trong thịt tiếng xèo xèo cùng ống thép nện đứt xương cốt tiếng tạch tạch vang còn có vô số tiếng quát mắng đây là hai cái băng phái ở giữa ân oán tại trận này sống mái với nhau bên trong quyết định sau này ai là lão đại tại nước mỹ kỳ thật băng phái sống mái với nhau đa số vẫn là làm dùng súng ống nhưng là người nhật bản cùng người hoa ở giữa đều là đến từ phương đông dân tộc có cùng người phương tây không giống ý nghĩ điểm này mặc dù người hoa đã tại nước mỹ sinh tồn mấy trăm năm nhưng lại vẫn không có bị rửa đi cái này dung nhập thực chất bên trong đồ vật mà những cái kia người nhật bản cũng giống như vậy dân tộc này biến thái kiên định là có tiếng cho nên hai cái này phương đông dân tộc tại phương tây quốc gia tiến hành sống mái với nhau cuối cùng vẫn là ước định sử dụng vũ khí lạnh mà tại phương Tây kỳ thật mọi người nhìn thấy mang thương là phi thường bình thường sự tình mà mang theo đao ra đường lại sẽ tạo thành khủng hoảng. Điểm này cũng thật sự là kỳ quái, chỉ có thể nói Đông Tây phương văn hóa khác biệt thật sự là thần kỳ đồ vật. Đương nhiên ở chỗ này tiến hành sống mái với nhau, sử dụng trường đao cùng ống thép cũng sẽ không có cái gì nước Mỹ cảnh sát đến tiến hành xua đuổi hoặc là xem xét. Nơi này là New York chỉ ăn kém nhất địa phương, là phần tử phạm tội thiên đường. Bởi vì nơi này là Hell Kitchen, chuyên môn sinh sôi phần tử phạm tội địa phương, ở chỗ này chỉ phải nhân loại có thể tưởng tượng đến tội nghiệt, đều có thể tìm tới. New York cảnh sát cũng sớm đã từ bỏ nơi này, bởi vì ở chỗ này hết thảy hoàn toàn có thuộc về mình trật tự, đó chính là hỗn loạn băng phái san sát, lẫn nhau ở giữa dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Ở chỗ này bị người đánh, chỉ có một đầu đường có thể đi, đó chính là đánh trở về, không phải trừ phi không lăn lộn, không phải cả một đời không ngóc đầu lên được. Cho nên Hồng Bang cùng Hắc Long hội ước định đến heo kitchen cái này sẽ không bị New York cảnh sát quấy dày địa phương giải quyết ân oán, đến lúc đó người nào thua ai liền thừa nhận thất bại mà trước đó là thế lực ngang nhau, song phương nhân số tương đương, trong tay vũ khí uy lực tương đương, cá nhân chiến đấu lực cũng là tương tự, lúc này liền lâm vào đánh lâu dài. Nhưng là nương theo lấy Đinh Hạo gia nhập, thắng lợi thiên bình bắt đầu nghiêng, bởi vì Đinh Hạo uy lực ở thời điểm này triệt để phát huy ra. Hắn trực tiếp tá lực đả lực phương thức sử dụng trong tay thép tấm, mỗi một lần đánh vào trên người một người, sau đó mượn nhờ bắn ngược lực lượng đem thép tấm vung động tinh chuẩn đánh ngược lại mục tiêu kế tiếp trên thân hắn chỉ cần điều chỉnh phương hướng cùng tại không kịp thời điểm thêm chút sức liền tốt mà lại bởi vì trong tay hắn thép tấm làm làm vũ khí thật sự là quá gian lận bất kể là ai chỉ cần bị sát đụng liền sẽ trực tiếp bị đập dẹp triệt để mất đi sức chiến đấu mà lại đinh Hạo ở thời điểm này cũng không còn lưu thủ, đối phương thế nhưng là lúc trước ra ám chiêu phế đi tứ chi của mình, hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì lấy ơn báo oán ý nghĩ. Cho nên lúc này đinh Hạo trong tay thép tấm vung vẩy hổ hổ sinh phong, mặc dù hắn khí lực còn chưa đủ lấy để hắn bền bỉ tác chiến, nhưng là hắn cần đánh lâu dài sao? Không cần, trực tiếp nặng hơn 100 cân thép tấm đầm lầy đầu đập xuống, đập một cái chết một cái trong nháy mắt tại dưới tay hắn chụp chết ra hỏa liền đã có mấy cái mà nương theo lấy hắn giết chết bọn ra hỏa này đinh hạo trong mắt nhìn thấy liền là trên người đối phương huyết quang biến mất sau đó ngang nhau kim quang từ trong không khí xuất hiện sau đó hội tụ đến trên người mình quả nhiên bọn ra hỏa này trên người có tội nghiệt chi lực giết chết chính bọn hắn có thể thu hoạch được ngang nhau công đức Đinh Hạo có ban thưởng, càng thêm tò mò, thậm chí một số thời khắc bị Hồng Bang huynh đệ đánh ngã xuống đất những cái kia không chết ra hòa. Hắn đều sẽ mượn cơ hội này đi lên cho bọn hắn đến bên trên một cước trực tiếp dẫm nát cổ của bọn hắn xương. Nương theo lấy Đinh Hạo giết chết mấy cái Nhật Bản bang phái phần tử, kim quang không ngừng mà từ hư giữa không trung tụ đến tại trong tầm mắt của hắn mình cả người triệt để vây quanh một vòng ánh sáng màu vàng óng tựa như là truyền hình điện ảnh kịch bên trong kim thân la hán bất quá hắn biết thứ này không phải chuyện như vậy đây là thánh kỵ sĩ thiên phú cây cần năng lượng bất quá nương theo lấy những kim quang này không ngừng mà hội tụ đinh hạo phát hiện trong tay mình thép tấm thế mà biến nhẹ nguyên bản còn rất nặng nề thép tấm thế mà một chút xíu trở nên nhẹ nhàng hắn tự hồ cảm giác lực lượng của mình tăng cường không biết bao nhiêu chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cường hóa tự thân không chỉ là ta nghĩ cái chủng loại kia kích hoạt kỹ có thể tiến hành cường hóa đinh hạo mừng rỡ trong lòng quá đỗi nhưng là hắn bây giờ lại còn tiếp tục chém giết toàn bộ đường đi đã bị máu tê nhiễm đỏ đinh hạo trên người áo khoác trắng cũng là triệt để biến thành màu đỏ thậm chí trên đầu của hắn trên mặt tất cả đều là máu tươi còn kèm theo một chút trắng bóng đầu óc để trong lòng của hắn cảm thấy một trận buồn nôn nhưng là bởi vì hiện tại đang tiến hành chiến đấu hắn ép buộc mình đừng đi chú ý những thứ này bởi vì lúc trước hắn cảm nhận được buồn nôn sau đó tâm thần buông lỏng trong nháy mắt liền bị một cái người nhật bản tại sau lưng cho mình một đao nếu không phải là hắn trong khoảnh khắc đó cho chính mình tới một phát trị liệu thuật nói không chừng hiện tại đã sớm nằm xuống Bất quá hắn thời gian dần qua thích ứng loại này huyết tinh, trí nhớ của đời trước bên trong những cái kia chém giết ký ức không ngừng mà nổi lên, để hắn thật nhanh thích ứng. Sau đó cả người như là hổ vào bầy dê, không sợ bị thương, có trị liệu thuật mà lại càng đánh càng mạnh, bởi vì lực lượng của thân thể, tốc độ, phản ứng đều đang bay nhanh tăng trưởng. Trực tiếp đem từng cái người Nhật Bản tất cả đều chụp chết, giống như đập ruồi.